chào mọi người trở lại với channel của chúng cháu ẩm thực phố phường. Hôm nay lại họp đội bóng đây, anh em từ đây vẫn chưa đến ai ta về thành phần ở đây. Và thêm một thời một nhân vật mới nhá, cố vấn ăn nhậu đội bóng đã đâu ạ. Em ơi, em có đồ gì uống á em ơi? Bia gì? Bia Việt. Cho anh một cùng bia Việt đi. Bia Việt đá nhá. Anh em cùng bia Việt cho nó mát. Mới lại nhá. Cùng hết được. Em có đá ngâm vào luôn được. Cho anh cả thùng luôn đi. Ngồi ngồi ngồi. Cả thùng luôn đi. Còn anh ngồi của anh xịt cả thùng đó là bình thường. Cho anh đá đi. Anh bé của anh uống bia này nhỉ anh ạ? À? Bia này, mà uống bia này là uống. Cho anh đá đi em. Không làm cái bia đi không? Giới thiệu mọi người là đội bóng Xích Sa Lê là suốt ngày họp hôm thứ bảy hàng tuần nhá, 7:30 còn sân bãi ở đâu thì chưa biết được. Ngày nào cũng họp. Làm cái kia thôi nhỉ? Mọi người nghe, lên cả. Đá này. Vâng, còn mời ông nhá. À, cứ uống bia Việt thì cho ngon. Đúng rồi. Kiểu anh đi bơi về uống một bia sướng thế. Áo không? Bơi về áo luôn đi. Lúc đấy chạy gần nửa tiếng hồ. Hôm trước anh bảo anh lên bơi anh không lên. Anh chạy à? Chạy ở Cali á? Bây giờ mọi người đi lẩu đây. Đi lẩu chào các bạn nhá. Chào nhanh thế đây làm công làm gì đây? Đây rồi em. Năm 27 tháng đâu? Vâng. Đây này. FC Xích Lê là sáng nay quanh tạc. Có ai đá nào? Cơ quan tôi bây giờ mấy người hỏi tôi lên YouTube tao rồi đấy. Ở đấy. Không, rồi. Ngày bán tấn bò à? Chúc mọi người. Em biết em bán cái bia Việt này lâu chưa? Mê không? Anh có uống bia này. Ở nhà uống bia này. Sau tủ lạnh uống bia. Nó không kiểu gì nhạt nhẽo. Bây giờ anh thấy là nó không kiểu. Nó nhẹ nhàng hơn bia khác nhỉ? Đúng. Kim chi salad này cả kim chi là ăn đồ nướng nhá. Ở đây nướng cả nướng cả lẩu luôn nhờ. Đây là lẩu thái nhỉ? Lẩu thái bò á.
các quán mình cũng có gọi mang về em nhỉ? Khán giả ơi, ăn lên ăn quán lẩu mi nhé. Không, ai không ăn chân giường. Khán giả lên ăn nhé. Quán đi lẩu mi. Tên chủ quán thôi nào. Là phải lựa nhập, không đi nào. Đây, tên em ở trên biển đấy. Đã muốn biển biển là phải nhiệt. Không nhiệt thì đừng muốn biển biển ạ. Và anh cắt tóc rồi em nhỉ? Thì đánh Dũng hơi nhiều ấy nhá. Ông Dũng ông cứ lên cân thôi. Tao vừa phải đi bơi về đây. Tao cắt tóc mày không? Tao đi bơi đây. Cắt tóc có xong không hiểu không? Không phải gội đầu chảy luôn thảo xuống bể. Sữa. Tao hiểu lấy cắt tóc rồi đây xuống. Tiền đánh 25 này. Anh đang đâu ấy? Anh đang tất cả được không anh? Tao không bỏ đi anh. Đấy. Đấy, anh em đưa mày lên. Ông bảo đang ở nhà vợ ông luôn. Là đang ở nhà cái đời em. Thế thì giờ lại đông mà. Thôi ông ăn khách thì theo đường đi, còn nhai lạc đâu. Đấy, làm thằng già. Thằng già. Cái này làm gì ếch vậy anh? Làm gì ếch vậy? Cái căn muối à? Căn muối anh ạ. Nhớ ếch cái bạn ơi. Ông cứ hút thôi. Cái này được phết này. Tăng muối ấy. Ngon lắm. Ngon lắm. Cái này thấy ok mà. Nó còn mặn à. Cầm rồi. Cửa con nó chơi. Nhiều không? Tôi không? Nhậu, mà, nhậu, mà, nhậu, mà, nhậu, mà. Anh em cầm lấy các thường thì nhậu nhậu cùng. Chưa chỉ ở nhà uống hết, cả rượu uống. Không, không biết từ chỗ này. 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 Không ai rượu em uống bao đầu mơ cũng mơ bỏ nhà đấy mơ mơ hồng hoàng mơ đấy hoàng mơ đấy đây mơ đây này em phải cho mang ra đây mơ ra thì chú cháu mình uống nhưng mà phải uống hết cùng bia việt đã ngon ai khán giả này lên quán lẩu đi có chân gà ăn ngon lắm chơi bao năm ở Dung Béo chơi bao năm ở Dung Béo nhưng mà chỉ thích ngồi uống bia rượu của ông Cường thôi. Bây giờ thì gọi là gã đầu bạc, ngày xưa gọi là ông Cường. Quen là cứ gọi ông Cường rồi. Lúc ra Hàm Vải là mua mấy cái giò về là ông Cường uống bia. Thôi thôi, uống bia. Đó đây là bố mình thì đồ đây, đồ đây. Các anh là các bạn thì biết hết. Chúng mình béo bảo bố mày sống hay hơn mày. Cảm ơn mà. Em ơn cho anh mấy chai rượu mơ nhá. Quý vị ơi, bên một mình uống bia xong rồi phải sáng uống thêm tí rượu nó mới CBT. Em nói chào khán giả nhá. Nhân vật mời đến rồi. Anh Vinh Chim Phu rồi. Rồi chào khán giả nhá. Mời nhá. Mời là người. Đây là năm bò. Đây là người bò. Năm người á? Năm người. À, năm người. Ông anh chú kéo đến rồi. Quen đi, tình quá. Ai cũng tiệt tình luôn đấy nhỉ. Mời anh ơi. Ông ơi chú. Ông uống quan một cốc thì có. Ông uống bia. Ông uống bia. À, bia. Ông trông cả cốc to kìa. Chiến tướng này. Chiến tướng không có kiểu đâu. Chủ về sức khỏe tốt là được rồi. Ông hãy được lên thôi. Nhưng mà hạn chế ông uống ít thôi. Ông vừa đủ rồi. Uống để cho hồng cầu nó lưu thông.
Không được không anh hả? Đó là hứng hơn nhiều. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà hôm nào ông cũng hứng. Đêm hai là bia này. Ngồi anh. Đây ngồi đây luôn. Đây ngồi đây luôn. Đồng viên cảnh quản đây. Mời bác. Mời bác. Mời bác uống bia. Anh giới thiệu mọi người, đây là anh Tuấn chồng của chủ lẩu Ghi đây rồi. Đây toàn có bằng Ghi là có chồng chưa? 80 đồng lứa ấy à? Vâng. Ăn ăn nằm người đi. Nằm người anh. Ăn chủ nằm người ăn nằm người. Nhai nó cả khư ra. Vẫn nói nằm đây phải nhai, nằm phải mút, nằm phải nhai. Không nói đấy, không có nói. Giờ bố anh Minh ngày xưa vào sầm cũng chém như thế các bạn. Không. Bố anh thì bạn thân của anh mới đấy. Tao thì là chỉ là thằng em thôi. Nó cũng ở ngoài, chỉ là bạn ở ngoài thôi. Nhưng mà tao chiếm tao cũng khác anh. Là muốn giới thiệu một ít nhá, bố anh Vinh với cả bác mình là bạn thân, bố mình cả bố mình là đàn em ấy, gặp mặt con cũng là cùng làm một tác giả với nhau, Quỳnh Búp Mê anh. Má tự chọn rồi. Quỳnh Búp Mê của em thường đấy.
đi này cũng đi mời khách. Đây đúng ly chuyên nghiệp. Sáng đi ly này. Ly này đúng là ly của em. Bây giờ xin mời mọi người đây chuẩn bị là kết thúc channel rồi nên là ăn lẩu rồi. Cũng bây giờ cũng CBT và gọi là say bí tỉ rồi. Cũng trời ngon thế. Rồi chào khán giả đi anh em. Quá ok luôn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.